nghĩ mẹ con là rất đẹp, rất dễ thương, rất thương mẹ. Con nghĩ mẹ con là rất đẹp, rất dễ thương, rất thương mẹ. Là Andy ơi, con đã muốn có em chưa? Con cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, cho nên bây giờ lần này con sẽ trả lời là có nha. Có hả? Có. Dạ là có. Con muốn có em. Mấy đứa em nè? Bao nhiêu đứa cũng được. Trời ơi, con hằng học quá vậy chứ em. Con muốn có em mà sao hằng học quá vậy? Con lo cho em con nha. Con lo cho em. Rồi con cũng có một câu hỏi dành cho ba tiếng luật. Khi doanh thu của phim đạt được cao rồi, ba có chiếc mô tô có thể chở con đi học được không? Chở bằng mô tô á hả? Dạ. Ba thập cho con chạy luôn, con yên tâm. Trời ơi, không ai mà cho. Tới năm 18 tuổi là ba thập cho con chạy luôn. Vậy là năm 18 tuổi là mua mô tô đúng không? Năm 18 tuổi là mua thêm một chiếc cho con nữa. Chiếc này là của chú Phương với lại chú Huy mua tặng ba rồi. Thì chú Phương cũng nói rồi đó, con phải có bằng lái rồi mới được nha. Em định thấy là mẹ Trang ngày hôm nay mặc cái bộ đồ này sao? Đẹp hơn, dễ thương hơn, có giống với bạn của con ở trường không? Bạn của con thì không so sánh được, nhưng mà theo con nghĩ mẹ con là rất đẹp, rất dễ thương, rất thương mẹ. Có đứa con đá đồng tiền bắt gạo mọi người. Mời ba Thỏ với lại bé Thỏ mình cùng song ca với nhau bài hát này đi. Duyên tờ giấy lên giùm em ạ. Quan trọng là mình có nhạc không? Có luôn ạ. Có cái mi nào nữa luôn kìa. Trời ơi, sao cái này giống gài quá vậy? Đây, của bé Thỏ luôn. Dạ. Cái này là bùa. Đây là lời bài hát ạ. Dạ thôi em quỳ em lại quý vị khán giả chứ. Hồi đó em thu cũng khoảng 3 ngày mới xong bài hát này đó mọi người. Hay quá vậy ta. Rồi sao anh vô được? Con với cha hai ta chơi trò chơi đặt cược từ 1 đến 10 bất động đếm ngược thời gian. Xem ai sẽ thắng cho con mình, chắc chắn sẽ có người phải thua. 1, 2, 3, 4, 5. Nhắm cái mắt thật chặt cuộc đời im bặt. 6, 7, 8, 9, 10. Bật dậy mình cười khi kết thúc trò chơi. Cho sao lên là vua và con làm công chúa. Để thế giới cha hình tròn, dù bố cha có bao mòn, vì mấy thứ mất và còn cha thấy con mà tính toán. Mình đón xem mai này ra sao, trời vẫn trên cao cha à. Cầm lấy tay con là quà, đi nơi đâu cũng là nhà. Phải công chúa cha đừng đùa, trong cuộc đua này con thỏ cha rồi. Con chạy nhanh thì cha sẽ bên cạnh. Vì con mà cha một mai thành kẻ mạnh. Chơi tôi đánh luôn. A few moments later. Có khoảng thời gian đó là chị Trang chưa có ở bên cạnh, khi mà chị Trang ở bên cạnh thì mọi việc nó sẽ khác. Ủa, chị Trang ở đâu? Đúng rồi, em đang làm gì em nói cho mọi người biết đi. Rồi, lúc đó là em rửa xác cho người tôi dữ vậy hả? Khoảng thời gian đó thì Trang đang quay phim ở Sài Gòn. Lúc đó thì đang quay phim Chìa Khóa Trăm Tỷ đó mọi người, thì phim cũng đã chiếu rồi. Khi mà Trang quay cái phim đó được nửa phim thì cái phim Dân Chơi Phương Sợ Con Rơi bấm máy ở Châu Đốc. Thì chồng thì ở Châu Đốc, vợ thì ở Sài Gòn. Nhưng mà Trang thì Trang dạng như là mình sản xuất điều hành từ xa thôi. Khi mà cái phim, cái cảnh cuối cùng của cái phim Chìa Khóa Trăm Tỷ vừa quay xong là nhớ đúng 4 giờ sáng là ốp máy trong cái phim Chìa Khóa Trăm Tỷ. Thì lúc đó là Trang lên xe liền là chạy từ ở Thủ Đức, ở Bình Dương chạy từ Bình Dương về tới Châu Đốc liền luôn. Thì lúc mà Trang ở trên này á, lúc nào cũng nghe mọi người gọi điện thoại lên càm ràm á, là anh Luật ở dưới này rất là cọc cằn, rất là khó chịu. Rồi nhiều khi ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, bây giờ ông Luật ốm nhôm rồi. Trang mau xuống đây đi. Thì mình cũng thắc mắc, ủa ông ốm cái kiểu gì, ở đây ông giảm cân cỡ nào, ông tập thể dục cỡ nào, ông có ốm được đâu.
thì khi là đứng là mình xuống dưới là được ốm thiệt mọi người, ốm rõ luôn, ốm xuống mấy ký luôn. Thì dạng như không có mình kế bên thì không có ai lo những cái chuyện mà bên ngoài á, cho nên là khi mà mình xuống một cái là anh được cảm thấy khỏe. Khỏe liền luôn. Có tăng cân lại không chị? Có tăng cân lại không? Tăng lại liền luôn á. Là anh được cảm thấy là khỏe liền luôn. Là bắt đầu hả, cái đêm đó là ngủ ngon rồi ăn uống là trong vòng 2 ngày là lên ký lại như cũ luôn nha mọi người. Cái đó là sự thiệt của trong cái phim Dân Chơi Con Sợ Con Rơi luôn á. Anh có ý kiến gì không? Không. Không là đúng rồi đó nha mọi người. Mấy cái mà cảm xúc mà quạo quạo khó tính ở trong phim là chỉ bị nhớ vợ thôi đúng không ạ? À? Chỉ vì ghiền hơi vợ thôi. Không phải em ơi, tại vì á lúc đó là vừa làm sản xuất mà vừa làm diễn viên, vừa lo trong vừa lo ngoài, lo tùm lum hết đó. Mặc dù là cũng có giám đốc sản xuất đi theo, cũng có tất cả mọi người đi theo, nhưng mà mình không có yên tâm, mình cứ phải bị lo ra hoài à. Đó cho nên là chứ không phải là cái việc là mình ăn ngủ không được, ngủ thì ngủ chung với Phương ngủ ngon lắm, ăn thì tối mấy anh em cũng đi ăn uống rồi cũng vui, mà tại vì đồ ăn miền Tây rất là ngon đó, mà không hiểu làm sao nữa tự nhiên bị xuống ký, xuống 1 ký 2 ký gì đó, xong rồi tự nhiên cái có bài Trang lên ở chung, cái tự nhiên 2 ngày lên lại 2 ký á, mọi người lại chậm, chứ không anh không có kiểu mà bê vợ mình điên cuồng kiểu đó, không có. Không có cái nào có không có nó không có à. Không, anh thiệt, anh không có vậy đâu. Mọi người đừng có nói vậy cái bả lên mặt nữa. Đời của anh ví dụ chỉ có một cái mà anh chưa vượt qua được là sợ vợ thôi. Anh hy vọng một ngày nào đó anh sẽ vượt qua được, hiểu không? Chị Trang thì nghĩ như thế nào về cái mong muốn mà vượt qua được nỗi sợ vợ? Nói như vậy có nghĩa là bây giờ là ở trong gia đình có nghĩa là chị biết ở nhà chị làm cái gì cho anh sợ gì chị Trang? Chị nói cho em nghe, Trang nói cho mọi người nghe, anh Luật lần nào lên trên mạng xã hội hay là lên trên truyền hình đều nói xấu Trang, nói là bả giữ hết tiền của tôi, tôi không có tiền xài đồ ABC các kiểu, rồi nói là Trang nhà hung dữ, rồi rất là sợ vợ, mà thật sự không có thôi nha mọi người. Ổng là quỷ đó, ổng không phải người đâu, ổng là quỷ á. Ổng có sợ, ổng hề sợ vợ, ổng có sợ. Vậy thử về, lát nữa rút 500 triệu mua chiếc xe mô tô cho anh. Ác á. Rồi anh đi chừng nào mới về. Ác á. Rồi anh đi chừng nào mới về. Ác á. Rồi anh đi chừng nào mới về.